và chỉ duy có 4 điểm vào kỹ năng phi, 2 điểm kỹ năng em. Như vậy là Bjorn sẽ cần phải né được lốc, nhưng Chin Vi có thể làm cách khác, đó là sử dụng em quy né lốc. Sẽ có cái cuộc đụng độ tới bên những tình huống này, chúng ta sử dụng chiêu cuối. Bjorn mất khá nhiều máu nhưng đây cũng sẽ là chiêu cuối của Bjorn tấn công một QTP. Cả hai đang có thể nhưng QTP lời hơn về phép bổ trợ và anh ta sẽ là người đi tiếp. Về hay ở, bởi vì ở là hoàn toàn có khả năng solo kill và đẩy lên cấp độ 3 trước. Thì cái này ngay sau đó cũng lên được, có một cú lấp kiệt sức lên người RNG. Đây có thể là chiến công đầu, tôi tin chắc là như vậy. Và RNG đang là người lỗ hơn nhưng anh ta ngay lập tức hồi lại được cho mình khiên. Đó là một điều thú vị khác trong những kèo đối đầu giữa hai vị tướng Yasuo. Vừa chuyển sẽ to, với tôi thì đó là một điều rất khéo. Nguy hiểm, wow. Ông dễ không chạy được vào người Fenlet đây, lại là một cú né quy thành công cho người Fenlet. Đây rồi, đây người ta gọi là sức trẻ. Trong rất nhiều những phiên bản gần đây rồi, thôi quay trở lại vấn đề chính, thì đã mất cái kiệt sức và khô máu nhau. Nhưng Yao Zhe Zhe là người đã chém trượt trước cú đâm kiếm của mình, có lấp, chưa có chiêu cuối. Yao Zhe sẽ hồi lại khiến sau Fenlet, anh ta đang thấp hơn máu rất nhiều. Nó thương tận chiếu là máu. Hiểu lắm, tại sao thế và đang tấn công trong trụ chém luôn. Rất hay, một tình huống thoát ra cái tầm trụ đến từ Fatland. Anh ta dùng chiêu cuối ở một mức độ cao của mặt sử dụng. Và tôi đánh giá ra trẻ là thành công rồi. Còn nói cái cấp độ đây rồi, ngang nhau. Và đang là lướt, rất là lướt. Yasuo phải là lướt. Nhưng cùng quy của ý gì, nó hụt. Hãy để ý vào những cái mạch máu một chút. Bởi vì khi các bạn nhìn thấy cả hai người cùng mất 50% máu, nhưng cái vạch máu của PTM tức là PTM đang là người sở hữu nhiều máu hơn, có thiếu đốt thì gì sẽ là người gặp bất lợi. Tường gió không chính xác nhưng né lốc thì lại rất tốt. Chiến công đầu dành cho PTM. Đủ thu tiền thì về thôi, bây giờ chưa đủ farm tiếp. Đó, là thậm chí còn khô máu luôn, sao đi lời máu thấy rõ luôn. Giúp bên lên, anh ta đang có kiệt sức lên người. Từ còn phải diễn, Sunny còn ai hãy cổ trận còn hồi máu. Sunny chém ngược cái đối phương, Sunny có hồi máu, Sunny còn thiêu đốt, Sunny thiêu đốt bên lên, nhưng bên lên chém được lốc Sunny. Sunny hết cái để chơi rồi và một kiệt sức đã chìm nặng cả thiêu đốt và hồi máu. Tất nhiên là cũng phải kể đến thì lính là cũng có hơn cho bên lên, nhưng con lính bắn vào người của Sunny có quá nhiều lính. Không có thời gian hồi chiều đâu, có lâu đâu. Và ngay khi ở bạn rơi xuống thì nhưng mà bây giờ vừa chí mạng và tôi vừa nhìn thấy chí mạng, bây giờ thì ra chơi trong một cái thế mà mình cũng bị lo máu kiệt sức và gì gì còn bị thêm rồi, cả lý. Thiêu đốt chắc chắn là gãy, chắc chắn là thua. Nhưng ta có thể cách là cứ thoải mái farm thôi, để có thể phải mua cái này và sọc lao vào con chữ cuối. Như vậy là đâu có lại máu lắm đâu khi mà sau bị hai hit bắn từ trụ, nhưng ít nhất là anh ta cũng làm cái PDV phải bối rối. Tình huống đấy là tôi đóng tim đấy. Đấy, bây giờ Charlie bối rối đã được lên rất cao và sau khi chém cái cuối là bố bê về sao biết chứ. Nhưng không thể về được bằng một con mắt được cắm thông minh và vẫn như mọi khi sọc cái kiến một điểm chỉ số hạng một chỉ số lính rất là gì và anh ta la vào trong cái thế mà mình có thể thua thiệt mãnh liệt, quyết liệt, giáo diết, nên cho sòng hiện giờ đang ở thế sang thua ngược lại, nhưng sòng né tương đối ổn, lao lên tấn công ngay lập tức, hay quá, tung ra luôn chiêu cuối của mình, đang khiến cho PTV mất tương đối nhiều máu, hay quá, ổn, hay quá, không hiểu cái gì đang xảy ra không, nữa, không hiểu cái gì xảy ra khi mà PTV không kịp ấn hồi máu, chẳng hiểu gì cả. Thật sự là mọi thứ diễn ra quá nhanh so với những gì mà mắt thường có thể nhìn thấy được. Có lẽ là tôi cần phải bắt kịp trận đấu này nhanh hơn mới phải, để có thể đưa cho các bạn những cái nhìn chân thực nhất về cái màn solo này. Trước hết là không hề có tình huống chấp lính nào cả. Lính bây giờ mới đến, lính của hai bên bây giờ mới đến, coi như là ngang nhau. Nhưng cái cú chắc tường gió đó của QTV, nó không những là không hiệu quả mà nó còn làm cho QTV mất một lần thao tác. Mất một lần thao tác đấy. Sọc là người giành chiến thắng và QTV là đã là người thua cuộc. Như vậy chúng ta đang có 4 cái tên của ngày mai, 4 cái tên đã lọt vào bán kết. Là Sọc, Yotien là Port, Sọc và Port sẽ đối đầu với nhau. Còn ở bên kia, Petland và Đoạn. Có lẽ đây cũng là trận đấu mà cho chúng ta nhiều cảm xúc nhất trong tất cả trận đấu từ đầu đến giờ.
Và xin chúc mừng Sọp khi Sọp là một trong 4 người đã đi vào đến vòng cuối cùng của giải đấu Solo Yasuo Huyết Nguyệt mà được tổ chức bởi Vietnam Esports TV. Còn bây giờ là lời chào của tôi và Khánh Hiệp hẹn các bạn trong những chương trình tiếp theo của Vietnam Esports TV.